ngày 13 tháng 1 năm 2023, ban tổ chức Tết quân dân phường Châu Phú A tổ chức hội thi các trò chơi dân gian hoạt động Tết quân dân năm 2023. Trong không khí vui tươi và sôi nổi, các đội tham gia các trò chơi như đập heo đất, di chuyển bằng gạch, dựng cầu mà đi, truyền nước, kéo co. Đây là dịp để mọi người giao lưu và thể hiện tinh thần đoàn kết trong các trò chơi, qua đó cũng góp phần tạo không khí vui tươi, ấm áp hưởng ứng ngày Tết quân dân năm 2023.